em xin kính chào các bác đã đến với video của em nha thì hôm nay em bán uh, bếp ga đó ờ, không cũng không nói dòng do em uh, địa chỉ đang bán nằm ở Bình Chánh thành phố Hồ Chí Minh Cái số điện thoại chúng tôi là 0919407501 em ship hàng toàn quốc có cọc đối với mặt hàng bếp ga các bác học cho em 500 ngàn em đi đơn các bác chuyển khoản đủ em bao ship bảo hành một năm khi các bác mua bếp ga thì uh, bếp Paloma có nút 3 giây chiên xào ở nhiệt độ cao thoải mái cho các bác lò nướng sạch đẹp thì uh, bếp của mình rất là dày dặn nặng tốt nha các bác thì uh, các bác mua thì các bác hiểu về một cái số mẫu số hãng thì để mình sử dụng đây còn thức cũng nguồn rất là đẹp bếp của mình là sản xuất vào tháng 12 hai vào hai nghìn đó như trên mã này để đối với video này cũng quay chi tiết nhưng mà cũng quay nhanh để cho các bác được xem được nhiều cái uh, bếp nha ăn bọc lưới chống chuột tặng kèm cặp pin Panasonic sinh và lưới chống chuột Em cấm ga vào em test cho các bác xem nha Đây lò nó sạch đẹp nha các bác Mấy cái cát các cái, cái bác không? Đây lò trong đây Như thế em làm sao đây máy vậy thôi Lò thì đẹp luôn nha Sạch đẹp Rồi cấm ga vào cảm ơn ông bác ơi Rồi à, em đã cấm ga vào nha các bác Em có tặng các bác gặp pin như thế này Panasonic sensor Các bác về bỏ vào như thế nha Nhấn vào đây cho em Để Nó lên các bác tăng nè giảm nè đó để bên đây cũng vậy thôi đó rất là nhạy nha nó rất là ok nha rồi bên đây đây là lò lò có đây nó rất là điện mà nó chưa rất là ok nha rồi tắt đây rồi bây giờ uh, em uh, hướng dẫn các bác là mình sử dụng cái nút ba giây nhắn vào kia Rồi cứ giữ ở đây ba giây là mình chiên sợ nhiệt độ cao cũng không có có bị tắt nữa được ha. Tắt rồi là mình đã quỹ chương trình mà nút ba giây mình bắt lên nổi đèn ba giây. Thì bây giờ em đang uh, sẽ test về cái uh, nhiệt độ cao nè. Thì quá nhiệt độ cao thì nó sẽ là giảm ra và trên nhiệt độ 200 độ C là nó sẽ được tự động tắt. Nó tắt nó có đèn báo nha các bác. tiếp kêu tít tít. Đây, đây cũng tự động tắt luôn cho các bác xem. Rồi. Thì uh, trong cái lúc nó tắt như vậy thì nó đã khóa ra rồi. Thì uh, các bác có đem mà uh, học quẹt hay là đem lửa gì các bác mồi nó cũng không lên nha. Rồi, chứng minh cho các bác luôn là mình em sẽ đây này không lên nha các bác đây, cho nó lên là là thấy bà nội em luôn rồi đó mình em mình em cái bình khò mà để vô đây mà nó gì nói chung là những cái tiết kiệm như vậy thì rất là phổ ích nó, nó rất là tiện ích bổ ích cho các bác rồi thì các bác muốn sử dụng lại đúng không tắt cho em để 15 đến 20 giây thì nó sẽ là chạy lại chương trình bình thường hiện tại thì nó đang cảm biến là biết nhiệt độ cao nó chưa cho bác đâu nó có bắt lên thì nó cũng là nhỏ lại thôi đó nó tắt luôn đó các bác thì các bác chờ nha 15 20 giây thì những mặt hàng em bán đều có báo giá thì mong rằng các bác hợp tình hợp lý mua video nào em cũng nói con câu như thế này hết mong rằng các bác đừng mặc cả em cảm ơn đó thì uh, giá em bán giá công khai đảm bảo rẻ hơn chỗ khác đôi 300 ngàn giá kiếm cơm kiếm cháo giá công khai là giá, giá cạnh tranh các bác thừa hẳn biết rồi Bây giờ một người thông minh đi Đi vào những cái tiệm Buôn bán hay quần áo hay bất cứ cái gì Các bác chọn cái tiệm mà không để giá tiền các bác mua Hay là bác chọn những cái tiệm mà người ta công khai giá Khi anh em, em đi mua đồ em vào những cái tiệm công khai giá để em mua Dù nó như thế nào Thì vẫn là ok Vì sao? Nếu có trên lệch thì cái mặt hàng đó nó cũng được đúng mình nhìn cái đó là mình biết đúng giá trị của nó hiểu không em nói sao ta thì bây giờ mình thấy nhìn được cái áo đó đẹp đi thì mà cái giá đưa ra rồi hợp hợp lý với mình là đúng với cái giá trị còn như những cái tiệm khác người ta không để giá ô nhìn cái đó đẹp quá đẹp nhưng mà hỏi ô quá mắc không có đúng với cái giá trị nếu cái tầm tiền đó thì cái giá trị của cái áo đó nó sẽ cao hơn cái chất liệu nó sẽ cao hơn nữa thì em ví dụ như vậy ha thì mong rằng các bác hiểu đừng mặc cả em cảm ơn thì bây giờ các bác bắt lại giùm em đi đó nó bắt lại giùm em nha đâu nó còn cảm biến nữa thôi tắt đi nó là, là lại bình thường nha các bác đó thì cũng nói đi rồi nói lại nhưng mà nói để các bác hiểu các bác thông cảm đừng mặc cả em nói thiệt một một cái video đang lên rất là nhiều bác gọi vào những video mà bốn năm ngày trước em đều bán hết còn những một hai ngày đã đảo lại đây mới còn những bác gọi vào một thứ nhất là mặc cả thứ hai là tôi cọc uh, bao ship đi rồi thứ ba là uh, rồi, rồi, rồi này kia là cũng như là đầu thêm cái phụ kiện này kia em cũng chịu thua luôn em bán nhiều thì thấy nhiều mua nhiều thì còn đầu thêm cái gì nữa cái làm nó thiệt coi mẫu bếp này em đang bán với giá cho các bác yêu thương là hai phẩy 3 triệu mua thì cọc cho em 500 còn 1 triệu 8 và tiền ship chuyển đủ 2 triệu 3 thì em bao ship bảo hành 1 năm tặng kèm lưới chống chuột và pin Panasonic xịn sò các bác ưng mẫu bếp này chụp hình gửi qua Zalo cho em để mình chốt đơn nha thì cảm ơn các bác đã theo dõi video chúc các bác nhiều sức khỏe xem video vui vẻ cảm ơn các bác chân thành các bác đã theo dõi nhớ đăng ký kênh nhấn nút like ủng hộ cảm ơn các bác